Đích danh Quang Hải nói gì khi chính thức khởi nghiệp lại với câu lạc bộ Công Hà Nội, quyết rời bao của Pháp, không mặn mà gì thêm. Trong đợt được huấn luyện viên Jose gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam mới đây, Quang Hải thể hiện được phong độ tốt trong cả trận gặp Hồng Kông Trung Quốc và Syria. Cả hai trận này đều thắng 1-0. Bản thân thầy xe cũng có lượng tốt, cũng như nhìn nhận tích cực về kỹ năng và quá trình tập luyện. Rồi khi ra sân chơi chính cả trận gặp Hồng Kông và trận Syria gần hết trận, dù không ghi được bàn thắng, nhưng sự thể hiện và quyết tâm của Quang Hải là màn ra mắt tốt với câu lạc bộ quân Hà Nội. Sau khi ký kết hợp đồng với đội bóng ngành công an thủ đô, Quang Hải nói và cho biết tôi rất vui và hạnh phúc khi được gia nhập câu lạc bộ quân Hà Nội. Xem đây như là một trang mới trong sự nghiệp của tôi. Quang Hải nói tiếp, tôi sẽ nỗ lực và công hiến bằng tất cả những gì tốt nhất cho câu lạc bộ. Mục tiêu của tôi trong màu áo câu lạc bộ quân Hà Nội tất nhiên là thành tích. Tôi không đến đây để chơi, tôi đến đây với những gì đang có để sẵn sàng chinh phục danh hiệu. Tiền vệ người Hà Nội 26 tuổi cho biết anh rất mong muốn được nhanh chóng tập luyện cùng đồng đội, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới đây, muốn đóng góp nhiều nhất và cùng câu lạc bộ của Hà Nội chiến thắng.